cái hướng dẫn nhanh sử dụng Zoom ạ. Đầu tiên là chúng ta vào điện thoại này, chúng ta vào App Store này. Sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm. Đấy, tìm kiếm. Đấy, nút tìm kiếm Zoom. Đấy, chúng ta thấy Zoom rồi, chúng ta bấm vào đó, nó sẽ hiện ra Zoom. Nếu chưa cài thì mình install, còn nếu mà mình như hồ của Hùng là cài rồi thì mình bấm vào nút mở thôi. Khi chúng ta mở thì Zoom sẽ chạy, chúng ta bấm vào nút tham gia. Bạn cứ xem cái nút tham gia nó ở đâu thì bấm vào cái nút tham gia. Sau khi bấm vào nút tham gia thì nó sẽ tự động chạy vào cái cuộc họp, thì mình phải điền cái ID cuộc họp. Cái ID cuộc họp ấy, ví dụ thường xuyên dùng nhất ấy, là 8268390447. Hoặc nếu ID khác thì những người tổ chức cuộc họp sẽ nhắn cho bạn cái ID, bạn điền vào, đổi tên thành tên của mình. Đấy, bấm vào nút tham gia. Khi mình bấm vào nút tham gia là tên của mình sẽ được vào phòng phòng họp. Mình bấm vào cái nút Wi-Fi hoặc dữ liệu di động để mình có thể nghe được tiếng từ những người khác nhé. Đấy, khi cái mic nó chuyển sang hình này, từ cái tai nghe chuyển sang hình mic thì là nghe được. Chúng ta có thể mở video bằng cái nút video đó. Chúng ta có thể nói chuyện với những người xung quanh bằng nút bấm vào nút trò chuyện và sau đó chat. Ví dụ như ở đây là chào mọi người chẳng hạn. Chúng ta cũng nên tương tác ở trong phòng họp để mọi người cũng biết là mình đang ngồi ở đó để mình lắng nghe sẵn sàng. Cũng nên giới thiệu mình ở đâu đến để tương tác với mọi người. Rồi, bấm vào nút người tham gia. Nếu mà mình muốn đổi tên cho nó rõ theo đúng các cú pháp, bấm vào nút đổi tên. Nó nằm ở cái tab mà người tham gia ấy. Bấm vào đây, chọn vào tên mình. Thì nó sẽ ra cái option đổi tên. Đấy, đổi tên thành như vậy. Vậy là xong rồi, chúng ta biết cách sử dụng Zoom rồi đấy các anh chị.